Vâng, sau khi mà ông Obama rời khỏi Nhà Trắng thì không chỉ có bản thân ông gặp phiền toái với các chính sách dưới thời người kế nhiệm Donald Trump, mà ngay cả tổng quản của ông trước đây thì cũng bị thất sủng. Trong suốt gần 4 tháng đứng ở cương vị chủ nhân của Nhà Trắng thì ông Trump đã khiến cho nhiều nhân viên trong ngôi nhà thấp thỏm lo sợ là sẽ bị liệt vào danh sách đen cần sa thải của vị tổng thống mới. Và mới đây nhất thì Angela Ray, nữ tổng quản Nhà Trắng dưới thời Obama, đã rơi vào danh sách đen sau gần 6 năm gắn bó với lâu đài quyền lực này. Bà Angela Ray được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm vào chức vụ Tổng quản Nhà Trắng vào năm 2011. Theo đó, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên và là người gốc phi thứ hai trong lịch sử Mỹ nắm chức vụ quan trọng này. Được biết, bà đảm nhận chức vụ này sau khi vị Tổng quản người Mỹ gốc phi đầu tiên đó là Đô đốc Stephen Rochon nghỉ việc để nhận một công việc khác tại Bộ An ninh Nội địa. Trước khi đảm nhận chức vụ này, bà Angela là Tổng Giám đốc của công ty khách sạn Ritz-Carlton ở thành phố Pentagon gần với Washington. Tổng quản Nhà Trắng được biết đến là người rất thân cận với gia đình Tổng thống Mỹ. Người này sẽ làm việc 24 giờ một ngày và suốt 7 ngày trong tuần. Không chỉ tự tay chăm sóc các nhu cầu của gia đình Tổng thống, bà còn là người giám sát nhân viên trong ngôi nhà này, bao gồm các đầu bếp, người giúp việc, quản lý hầm rượu, thợ mộc và những công nhân khác chăm sóc dinh Tổng thống. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, chính quyền Trump vẫn chưa đưa ra lý do sa thải bà Angela Ray. Guests did or some of my ancestors did.